số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội đang có dấu hiệu gia tăng. Theo các chuyên gia sốt xuất huyết, thì dịch bệnh này năm nay đến sớm hơn và ghi nhận nhiều ca có dấu hiệu cảnh báo. Thực tế, hầu hết các trường hợp mắc bệnh có thể theo dõi, điều trị tại nhà. Tuy nhiên, người bệnh cần hết sức lưu ý, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường nếu có. Bởi có những trường hợp chủ quan khi nhập viện, tiểu cầu đã xuống rất thấp và xuất hiện tình trạng cô đặc máu. Mắc sốt xuất huyết, những ngày đầu khi mắc bệnh, bệnh nhân này có biểu hiện sốt rất cao, rét run, xét nghiệm sốt xuất huyết thì dương tính. Bệnh nhân tự theo dõi uống thuốc hạ sốt tại nhà. Đến khi cắt sốt thì xuất hiện tình trạng đau bụng, đau mỏi người nhiều nên đã được chỉ định nhập viện theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai. Mới đầu cũng vẫn bình thường thôi, ăn cơm, tắm rửa bình thường, nhưng mà đến khoảng đêm thì mình thấy nó hơi ghê rét. Xong rồi sau đêm thì sốt, sau khi mình cắt sốt rồi xong rồi mình thấy đau bụng uốn mệt thì bắt đầu mình đi vào Bệnh viện Bạch Mai. Thì hàng năm thì cái dịch nó sẽ xảy ra vào tháng 7, tháng 8 và đỉnh điểm vào tháng 10, tháng 11. Thế tuy nhiên thì năm nay chúng tôi thấy từ tháng 5 đã có những bệnh nhân có biểu hiện nặng nhập viện, tức là có dấu hiệu cảnh báo. Khi nhập viện thì thường là tiểu cầu rất thấp và thậm chí là có biểu hiện cô đọng máu và dẫn đến hiện tượng sốc. Chuyên gia khuyến cáo sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm, có thể gây nhiều biến chứng, thậm chí dẫn tới tử vong. Vì vậy người dân không được chủ quan, khi sốt đến ngày thứ 2, thứ 3 không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế thăm khám, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Sốt xuất huyết là một bệnh có thể gây tử vong, có thể diễn biến rất nặng và có những triệu chứng mà diễn biến rất là khó lường trước. Và sốt xuất huyết cần phải chẩn đoán rõ và các cái biểu hiện của nó theo cái giai đoạn của bệnh. Và đặc biệt là từ ngày thứ 3 trở đi là giai đoạn cảnh báo nặng. Chính vì vậy cho nên sốt huyết là bệnh không thể tự điều trị hoặc tự mua thuốc được. 3 ngày đầu, bệnh nhân chỉ có phản ứng sốt, cần được theo dõi sát. Người nhà cần cho bệnh nhân uống paracetamol đúng chỉ định để hạ sốt. Sau thời gian này, nhiều người nghĩ đã an toàn. Tuy nhiên chuyên gia khuyến cáo, sau khi hết sốt, người bệnh cần được chăm sóc chu đáo và nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Đặc biệt là theo dõi những thay đổi của cơ thể. Bởi đây là giai đoạn nguy hiểm, tiểu cầu giảm nặng và thoát huyết tương. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay tới cơ sở y tế thăm khám. Chúng ta cho bệnh nhân uống nước nhiều, nước Orezon hoặc nước trái cây, nước dừa, nước cam, nước chanh. Và nếu bệnh nhân sốt cao, đau mỏi người nhiều thì có thể uống hạ sốt. Nhưng mà thường nên từ ngày thứ 3 trở đi thì bệnh nhân nên quay lại bệnh viện để xét nghiệm máu để kiểm tra xem là tiểu cầu có bị giảm quá nhiều không. Và cái hematocrit tức là máu có bị cô đặc không. Nếu mà những trường hợp ấy thì mà nặng lên mà tăng lên nhanh thì chúng ta phải nhập viện điều trị kịp thời, chứ nếu không thì dễ bị nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo với bệnh nhân sốt xuất huyết, việc bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng, từ đó giúp người bệnh thêm sức đề kháng, vượt qua bệnh nhanh hơn. Tuyệt đối không được tự ý truyền nước tại nhà, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Sốt xuất huyết dengue thường gây ra sốt và kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, đau nhức. Bệnh diễn biến đa dạng và khó lường, cần được theo dõi, giám sát của nhân viên y tế, kể cả điều trị ngoại trú. Vì vậy, vào những mốc quan trọng, người bệnh cần đến bệnh viện thăm khám lại, tránh những biến chứng nguy hiểm như tiểu cầu tụt thấp, phù não, co giật, suy đa tạng.